Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ mở hộp cho các bạn xem hai cái sản phẩm pin Pisen dung lượng chuẩn cho iPhone 12, 12 Pro và 12 Pro Max. Thì cái sản phẩm này nó cũng khá là mới. Mình cũng bán được một thời gian rồi nhưng mà hôm nay mình mới mở ra để mà làm cái video mở hộp cho anh em này. Thì ở đây có cái mã là Pisen dung lượng chuẩn mã I12. Dung lượng là 2815 và cái này là dùng cho iPhone 12 và iPhone 12 Pro. Còn riêng dòng iPhone 12 Pro Max thì sẽ là cái mã I12 Pro Max, dung lượng là 3687 nhé. Thì hàng của Pixel thì nó vẫn như thế thôi, nó vẫn các cái thông tin các thứ nó đều giống nhau, không có gì khác nhau cả. Có điều là mấy cái dòng từ từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay thì cái mẫu mã nó đã có thay đổi rồi. Đây, ngày xưa thì dòng mẫu mã nó sẽ như thế này. Đây, ví dụ cho anh em xem. Đây là dòng này. Và bây giờ thì nó xuất hiện như này, nhưng mà đều là Pixel cả nha, và đều check được mã vạch các thứ để biết là hàng chính hãng hay không. Anh em mua thì bên mình đều được bảo hành 12 tháng một đổi một nhé. Đây, ngoại hình thì nó như này. Trước đây nó có ba cái vận động viên ở đây, giờ thì nó thay đổi như này. Đây, ba code để mà check xem là hàng chính hãng hay không này. Đây, ngoại hình của nó đây. Anh em lưu ý là đây là hàng sản phẩm hàng nội địa nhé, có nghĩa là cái hàng cho thị trường Trung Quốc, vẫn là chính hãng của Pisen nhưng mà nó là phục vụ cho thị trường Trung Quốc, và khi mà mình bán ra ở thị trường Việt Nam thì giá nó sẽ rẻ hơn so với lại hàng nhập chính ngạch, thì thuế má nó đã bớt đi rất là nhiều ạ. Đây ạ, đây là cục pin cho 12 và 12 Pro dùng chung ạ. Tất cả các cục pin của nó thì sẽ có cái phần siêu pin, đây có hai cái siêu này để dán vào thân máy. Siêu pin này dán hai đầu nhá, hai đầu của cục pin, vì là ở giữa nó là cái gì nhỉ, cái sạc không dây đây ạ. Cục pin để về về nhà thì mình đóng dấu, này mình có cái đóng dấu để biết được là hàng của nhà mình này. Thế thôi, còn lại là cái cục pin khi mà xuất về thì nó không có ba code để check được là hàng chính hãng hay không. Và ở đây thì anh em có thể thấy là ví dụ như ở đây là nó có chữ for i12, có nghĩa là cho iPhone 12, nhưng mà 12 và 12 Pro là dùng chung nhé. Đấy, và đây là TSMT i12, dung lượng là 2815 mAh bằng cái dung lượng zin. Đằng sau thì đây, đằng sau thì với lại cái phiên bản mà hàng chính ngạch đấy, có nghĩa là hàng mà được phân phối độc quyền đấy tại Việt Nam do một cái công ty nào đó đấy, thì nó sẽ là cái bản mà có tiếng Anh này thôi, không có phần tiếng chung này. Và mình cam kết là cái sản phẩm này là sản phẩm chính hãng, và nếu mà xét về cái chất lượng ấy thì nó hoàn toàn giống nhau, hàng chính ngạch và hàng nội địa này hoàn toàn giống nhau, giống như iPhone thôi. iPhone thì sẽ có iPhone thị trường Việt Nam hay là iPhone cho thị trường Mỹ, LLA hay là thị trường Nhật, thì nó đều là iPhone, thì chất lượng của nó hoàn toàn như nhau, anh em cứ yên tâm nhé. Ok, đây là cái sản phẩm cho 12 Pro Max này anh em này. Thì cái cục pin nó hình chữ L. Cũng sẽ có hai cái siêu pin này. Đây, đây là cái pin ạ. Đây, mã sản phẩm đây. Cái focus nó hơi kém. Đây, for i12 Pro Max này. Dung lượng là 3687. Và mình cũng sẽ check cho anh em xem là đây là hàng chính hãng hay không, thì như này nhé. Mình có một cái đây, mình vào lại này. Đấy, ok, đăng nhập tài khoản Pixel này. Đấy, và ở đây quét mã vạch nhé. Ví dụ như đây là cho 12 Pro Max này, thì mình sẽ soi mã vạch này, tạm thời che cái ba cốt đi này, mở ra đấy, mở ra phát ăn ngay, nhận ngay. Thì đây, như anh em thấy này, cái tab này là cái tab thông tin này, thông tin thì ở đây có chữ đây, mình focus lại này, đấy, i12 Pro Max này, đấy là hàng cho iPhone 12 nhé, iPhone 12 Pro Max ấy. Đây, ở bên cái tab thứ hai này thì ở đây anh em có thể thấy này, cái ngày sản xuất là ngày 9 tháng 9 năm 2022, và ngày mà mang về đây này đấy, là tháng 11 năm 2022 này, giờ là đầu tháng 2 năm 2023, mùng 9 tháng 9. Đây, mùng 9 tháng 9 thì nó sẽ trùng với cái số này. Đây, anh em có thể thấy này,
0909 2022 này. Đấy. Nên là anh em yên tâm là đây là hàng chính hãng nhé. Và cái sản phẩm này thì khi mà bán ra thị trường thì anh em lưu ý là khi mà lắp iPhone ấy thì nó sẽ không báo phần trăm pin, thì pin nào cũng thế thôi, pin nào cũng sẽ không báo phần trăm pin. Nếu mà muốn hiển thị cái phần trăm pin ấy, thông tin pin, thì mình bắt buộc là mình phải sạc cái mạch cũ, hoặc là bây giờ thì có một cái mới là cái nó giống như là cái sim ghép ấy, thì ở đây là nó là cái socket ghép. Mình sẽ mua cái đấy để mình gắn vào thì nó sẽ giả lập cho một cái cục pin zin. Nhưng mà theo mình nghĩ là cái pin ấy, nó chai thì nó phải thay, đấy là cái chuyện bình thường và không cần là phải làm như thế. Ngoài ra thì anh em còn có một cái cách nữa là sạc lại cái mạch, và cái cách này thì tớ cũng khuyến cáo là anh em không nên dùng, bởi vì là khi mà sạc lại mạch ấy thì khi mà bảo hành các thứ ấy, thì rất khó để được bảo hành. Ngoài ra thì mình hàn mối nối các thứ thì không thể nào mà bằng cái nhà máy nó làm được, thế nên anh em chú ý. Nhưng mình cũng đang dùng một cái sản phẩm pin thứ ba thì nó cũng hiện cảnh báo như thế, nhưng mà khi mà tắt đi không vào thì xong, thế là xong. Ngoài ra thì khoảng 6 tháng sau thì mình có thể là quay lại mình kiểm tra cái thông tin pin ở trên Ubuntu hoàn toàn bình thường nhé anh em nhé. Chứ không cần nhất thiết là phải sạc lại mạch để mà nó hiển thị ra cái gì. Còn pin cũ anh em giữ lại để sau này giả sử như là bán máy thì lắp vào cho người ta yên tâm. Đấy, cái sản phẩm này thì với lại 12, 12 Pro thì mình đang bán cái giá là trên 600 một chút, còn 12 Pro Max thì cái giá là trên 700 một chút anh em nhé. Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 cho anh em. Nếu mà anh em có cái thắc mắc gì về cái sản phẩm này, hay là có bất kỳ câu hỏi nào ấy, bình luận lại ở cái phần phần bình luận nhé. Và tất cả những thông tin này tôi sẽ để trong phần mô tả. Cảm ơn anh em.